Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng mong muốn trồng được những cây hoa lan luôn có rất nhiều nụ hoa, những bông hoa luôn rực rỡ, hoa giữ trên cành được lâu hơn, từ 5 đến 6 tháng, hoa luôn tươi đẹp. Hãy đặt cây ở nơi có ánh sáng, ngưng bón phân và tưới nước cho cây trong 2 tuần. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản để hoa lan mau phát triển được khỏe mạnh, và những bông hoa này sẽ nở rộ rực rỡ quanh năm. Nếu như những chiếc rễ vẫn còn căng bóng và có màu xanh, các bạn hãy cho nước vào và chúng ta hãy để như thế này trong khoảng thời gian 20 phút. Còn nếu như rễ và chất trồng đều khô, các bạn vẫn cho nước vào đây. Khi chúng ta làm điều này để giúp cho những chiếc rễ được hấp thụ đầy đủ nước thì các loại phân bón mới sẽ dễ dàng được hấp thụ qua rễ tốt hơn. Các bạn sẽ để như thế này trong 40 phút. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Chất trồng rất đục và rất bẩn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến những cây hoa lan của các bạn không bao giờ phát triển và có hoa được. Và là một trong những cách để loại bỏ chất dơ trong rễ và chất trồng của cây rất hiệu quả để tiếp nhận các loại phân bón mới được dễ dàng hơn. Còn với chậu hoa lan này, sau 40 phút, các bạn hãy lấy ra. Và chất trồng cũng rất bẩn. Rễ đã hấp thụ được đầy đủ nước, trở nên căng bóng và đã có màu xanh. Giai đoạn này, cây sẽ hấp thụ phân bón rất tốt và hiệu quả. Các bạn hãy sử dụng một củ tỏi và chúng ta hãy cắt nhỏ ra. Sau đó các bạn sẽ cho tất cả vào lọ. Sau đó các bạn sử dụng các loại giấm. Chúng ta sẽ cho vào tỏi này. Và giấm sẽ ngập hết phần của tỏi, sẽ tạo ra nguồn dinh dưỡng của tỏi lên gấp nhiều lần. Các bạn sẽ đậy lại và chúng ta sẽ để ở nơi mát trong 24 giờ. Và sau 24 giờ, các bạn hãy sử dụng 2 thìa nhỏ. Đây là nguồn dinh dưỡng hữu cơ rất tốt cho những cây hoa lan của chúng ta. Cho vào 2 lít nước. Sau đó các bạn hãy sử dụng ngay nước này. Chúng ta sẽ làm sạch các chiếc lá. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bao giờ bị nấm.
và côn trùng. Chúng ta nên áp dụng cách làm này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần cho những cây hoa lan mau phát triển hơn. Những chiếc lá sẽ rất xanh, khỏe mạnh và cứng cáp. Sau đó chúng ta hãy tưới vào chất trồng để khuyến khích các vi sinh vật có lợi trong chất trồng phát triển. Và các bạn có thể cho nước này vào bình phun. Sau đó chúng ta sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Và cách làm này sẽ giúp loại bỏ các loại bụi bẩn. Các bạn nhớ phun dưới mặt lá để rửa trôi các loại côn trùng còn ẩn nấp. Khi các bạn làm điều này thì những cây hoa lan sẽ được bổ sung dưỡng chất đầy đủ, cây không bị nấm và côn trùng. Hoa lan sẽ phát triển xanh tươi tốt và những chiếc rễ phát triển được rất nhanh. Và chúng ta cũng tưới trực tiếp vào chất trồng. Các bạn có thể xen kẽ với các loại phân bón khác cho những cây hoa lan luôn được phát triển tốt hơn. Và điều này rất tốt để chúng ta chăm sóc những cây hoa lan đang yếu ớt và kém phát triển, giúp cây tăng đề kháng, tăng cường trao đổi chất và những chiếc rễ sẽ được phát triển tốt hơn. Và với cách làm đơn giản này, những cành hoa sẽ rất dài và cây sẽ luôn được phát triển rất tốt. Nó sẽ giúp cho những rễ mới trong chậu được phát triển tốt hơn. Và với cách làm đơn giản này, cây sẽ có rất nhiều rễ khỏe, luôn xanh tốt và những cành hoa sẽ dài hơn. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công.